Cuộc so tài với Buriram United chính là trận đấu mở màn cho một mùa giải với rất nhiều tham vọng của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, đây sẽ không phải một trận đấu dễ dàng dành cho thầy trò huấn luyện viên Manu Pocking khi mà đại diện Thái Lan sở hữu trong đội hình rất nhiều ngôi sao. Đáng chú ý trong số đó chính là thủ thành vừa trở về từ châu Âu Neil Etheridge. Tân binh của Buriram United hứa hẹn sẽ đem tới một màn so tài đầy thú vị cùng thủ thành Philip Nguyễn bên phía đội chủ nhà khi cả hai đều trưởng thành và để lại ít nhiều dấu ấn tại trời Âu trước khi trở về Đông Nam Á chơi bóng. Neil Etheridge chính là một trong 9 tân binh của Buriram United trước thềm mùa giải năm nay. Thủ thành người Philippines được đánh giá là một trong những thủ môn hàng đầu của Đông Nam Á trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Neil Etheridge là giai đoạn năm 2017 đến năm 2019 khi anh khoác áo câu lạc bộ Cardiff và giúp đội bóng này giành vé lên chơi tại giải ngoại hạng Anh mùa giải năm 2018 đến năm 2019 với tư cách thủ thành số 1. Sau đó, Neil Etheridge cũng ra sân trọn vẹn 38 trận tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh và có 10 trận giữ sạch lưới. Điểm mạnh của thủ môn này nằm ở khả năng phán đoán và ra vào tương đối tốt. Ngoài ra, chiều cao 1m88 cũng giúp Neil Etheridge tự tin trong những tình huống tranh chấp bóng bổng. Tháng 6 vừa qua, anh cùng đội tuyển Philippines tới Mỹ Đình làm khách trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2, nhưng người được xếp bắt chính là Đặng Văn Lâm. Chính vì vậy, trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Buriram United sẽ là lần đầu tiên Philip Nguyễn đối mặt với Neil Etheridge. Ở mùa giải năm nay, tân binh của Buriram United cũng đã phần nào thể hiện được tài năng khi cùng đội bóng này giành trọn 6 điểm sau 2 trận đầu mùa giải. Trong khi đó, với thủ thành Philip Nguyễn, cầu thủ Việt Kiều cũng đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi từng giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc mùa giải năm 2018 đến năm 2019 và vô địch cúp quốc gia Cộng hòa Séc mùa giải năm 2021 đến năm 2022. Thủ thành 32 tuổi trở về Việt Nam thi đấu từ giai đoạn 2 V League mùa 2023 và lập tức giành chức vô địch cùng Công an Hà Nội. Tuy nhiên, trong phần sau mùa giải V-League năm 2023-2024, Philip Nguyễn lại có phần sa sút phong độ và không thể giúp đội bóng ngành công an bảo vệ thành công chức vô địch. Philip Nguyễn và các đồng đội đang rất quyết tâm lấy lại hình ảnh của một ông lớn tại V-League. Chính vì thế, nếu có màn trình diễn ấn tượng trước Buriram United sẽ tiếp thêm động lực cho Philip Nguyễn để cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội cạnh tranh những danh hiệu ở mùa giải năm nay. Trận đấu mở màn mùa giải mới của câu lạc bộ Công an Hà Nội với Buriram United hứa hẹn sẽ là cuộc đọ sức hấp dẫn giữa hai thủ môn từng chinh chiến tại châu Âu, Philip Nguyễn và Neil Etheridge. Etheridge, tân binh của Buriram United, từng là thủ môn chính của Cardiff tại ngoại hạng Anh, sở hữu chiều cao ấn tượng và khả năng phán đoán tốt. Trong khi đó, Philip Nguyễn, thủ môn Việt Kiều, cũng có bề dày kinh nghiệm tại Cộng hòa Séc, từng giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia và vô địch cúp quốc gia. Cuộc đối đầu giữa hai thủ thành tài năng này sẽ là điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu sắp tới.